Một sản phẩm kết tinh của nghệ thuật và phong thủy, một sản phẩm không thể thiếu của những người thành đạt hiện đại, chiêu tài lộc, giữ bình an. Đã bao giờ bạn nghĩ những thứ đen đủi trên có thể đẩy xa cuộc đời bạn chỉ bởi một sản phẩm có tên Lộc Bình? Rất nhiều người đã hoài nghi, thậm chí cho rằng những điều trên là mê tín dị đoan, là viển vông hão huyền. Nhưng hãy thử tìm hiểu một lần để thay đổi vận mệnh của bạn. Từ xa xưa, Lộc Bình là vật phẩm phong thủy không thể thiếu trong những gia đình người Việt. Lộc Bình mang ý nghĩa thu hút và tích trữ tài lộc, mang lại sự no đủ, hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng, rất nhiều người đã không thể tiếp cận được với sản phẩm này và phải chịu nhiều sự đen đủi vì suy nghĩ Lộc Bình là một sản phẩm đắt đỏ và chỉ dành cho những gia đình có điều kiện. Nhưng sẽ thật bất ngờ nếu bạn biết được rằng một cặp Lộc Bình Phúc Đức Men Lang Chứ Xanh Bát Tràng của Sưởng Gốm Bát Tràng chỉ có giá từ 6 đến 8 triệu đồng. Một mức giá không thể tin được với một sản phẩm tâm linh có thể thay đổi toàn diện với vận mệnh, sức khỏe và tài lộc của gia đình bạn. Với giá như vậy thì sản phẩm này có gì đặc biệt? Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, nổi bật với men lam, dòng men huyền thoại có từ thế kỷ 16. Vật liệu cấu thành của sản phẩm là đất thiêng Đông Triều Quảng Ninh, nơi thờ Đức Thánh Trần, hòa với nước thiêng sông Hồng và được nung với ngọn lửa Bát Tràng huyền thoại, cho ra sản phẩm với cốt gốm dày dặn. Khi gõ vào nghe tiếng con như tiếng kim loại va vào nhau. Đây cũng là điểm khác biệt so với các sản phẩm bày bán trên thị trường. Bên cạnh đó, việc vẽ tay giúp sản phẩm có được sắc màu chân thực và thể hiện được nét riêng, đặc sắc, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm được in full, dán đề can hay bày bán ngoài thị trường với hai kích thước là 1m55 và 1m75. Những con số luôn mang lại phú quý, tiền tài cho gia chủ, càng khiến sản phẩm nổi bật bất kỳ nơi nào mà chủ nhân trưng bày. Hãy chủ động thay đổi bản vận của gia đình bằng sản phẩm Lộc Bình Phúc Đức ngay hôm nay. Hãy đến với showroom của Sưởng Gốm Bát Tràng để trực tiếp chiêm ngưỡng và lựa chọn những sản phẩm chính hãng, tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hoặc hãy để lại số điện thoại nếu bạn cần tư vấn. Dù bạn ở đâu, Sưởng Gốm Bát Tràng cũng sẽ giao hàng tại nhà, chịu mọi chi phí hỏng lỗi do nhà sản xuất và vận chuyển để khi sản phẩm tới tay bạn là sản phẩm hoàn hảo nhất. Sưởng Gốm Bát Tràng, sắm Lộc Bình, dinh Đại Cát.